Xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy là vùng đất cổ nằm trong quần thể di tích lịch sử văn hóa thời Hùng Vương, là nơi diễn ra nhiều lễ hội truyền thống đặc sắc. Trong đó, đặc biệt là lễ hội Đình Đào Xá, một di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, mang đậm sắc thái văn hóa đặc trưng, phản ánh đời sống nhân dân của vùng đất Trung Du thời Hùng Vương dựng nước. Đình Đào Xá là ngôi đình cổ được xây dựng từ thời vua Lê Gia Tông. Đình thờ Hùng Hải Công là em thứ 19 của vua Hùng, được người cử đến cai quản, trị thủy vùng Tam Giang, nơi hợp lưu của ba con sông lớn là sông Đà, sông Hồng và sông Bứa. Ông có công lớn dạy dân trị thủy, trồng cấy, chăn nuôi, xây dựng xóm làng Chu Phú, được vua Hùng ban thưởng 2 thớt voi. Sau khi ông mất, dân làng lập đình thờ và tôn ông làm thành hoàng. Hàng năm cứ mỗi độ xuân về, làng Đào Xá lại mở hội rước voi trong 3 ngày, từ ngày 27 đến 29 tháng Giêng nhằm tưởng nhớ tri ân công đức của ông. Lễ hội thì có tổ chức 3 ngày. Ngày 27 là ngày vừa là cáo tế và cũng là cái ngày mà ra đền Tam Công, tức là khu ba người con của vua Hùng Hải, để rước long báu về để mà làm lễ tế thần tại đình Đào Xá. Thế đến ngày 8 chính hội thì có tổ chức rước kiệu cho đến kết thúc ngày 29 là cái ngày mà gọi là hoàn cung. Thì chúng tôi có theo tục lệ của xa xưa là các cụ tổ chức tế lễ, xong đó là tổ chức hoàn cung rước giả tại đền Tam Công để tất cả các cái vật long báu bát hương để đưa về đền Tam Công. Trong ngày chính hội 28 tháng Giêng, từ sáng sớm, rất đông người dân đã có mặt ở khu vực xung quanh đình Đào Xá để cùng bốn giáp Đông, Tây, Nam, Bắc xưa kia dâng lễ cúng. Trong không khí trang nghiêm, từng hồi trống chiêng được gióng lên báo hiệu khai hội đình Đào Xá. Hòa trong không khí rộn ràng, nô nức của ngày hội lớn, lễ dâng hương diễn ra hết sức trang trọng, thể hiện lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên của nhân dân địa phương. Sau lễ dâng hương, phần lễ được mọi người chờ đợi nhất chính là lễ rước kiệu và rước voi từ đình ra đến dốc đá, trầu về hướng đông để khấn mời Đức Thánh Phụ Hùng Hải Công về dự hội. Trong đó, ông voi là nét đặc trưng tiêu biểu riêng có của lễ hội truyền thống đình làng Đào Xá, gắn với lịch sử vị thành hoàng được thờ tại đây. Tham gia đoàn rước là đông đảo quần chúng nhân dân, dẫn đầu là 2 ông voi chiến, mỗi ông voi do 2 thanh niên khỏe mạnh, gia cảnh êm đẹp điều khiển. Tiếp theo là đội cờ thần và đội tế khí. Đi đầu là coi như vậy là có cái kiệu con là để dâng lễ và đồng thời rước các cái bảng sắt. Sau đó thì là bà đồng là đi phục vụ và cùng với quan viên cụ chủ đi dưới cặm để mà phục vụ cho cái việc rước, cùng với các cái đội chốc kích và hàng ngũ có trên 60 cháu cầm cờ quạt đao kiếm để mà đến cái cung đoạn là lộn quân, gọi là tính chất lộn quân, để cho cái khí thế của cái phong trào trong cái việc rước nó được oai nghiêm. Khi rước kiệu về tới cổng đình, tiến hành các nghi thức chạy quân, trống chiêng nổi lên rộn rã, cùng tiếng hô xúy thể hiện khí thế, sức mạnh của các vị thần trị thủy xưa kia. Yeah.
sau phần lễ được thực hiện trang nghiêm theo nghi thức truyền thống, là phần hội hấp dẫn và cuốn hút người xem với các trò chơi dân gian mang bản sắc văn hóa địa phương. Kéo lửa thổi cơm thi là trò tranh tài đua khéo hấp dẫn nhất và thu hút đông đảo người xem hội. Tham gia nấu cơm thi là 4 đội thi đại diện cho 4 giáp Đông, Tây, Nam, Bắc xưa, nay là 4 khu hành chính. Điều đặc biệt của trò thổi cơm thi trong hội đình Đào Xá đó là các đội thi phải thực hiện tất cả các công đoạn từ giã thóc, dần, sàng thành gạo, sau đó mới được thực hiện công đoạn nấu cơm. Trò thổi cơm thi trong lễ hội đình Đào Xá không chỉ là một trò chơi giải trí, thi tài giữa các đội, mà đây là trò diễn mang yếu tố nghi lễ với ý nghĩa thiêng liêng đối với dân làng. Nấu cơm thi cũng là ôn lại cái truyền thống của cái dân tộc. Một là giữa cái thao tác giã lúa, đoạn rồi nước, đoạn rồi nấu thì cũng là để cho cái khơi động lại cái thao tác của người nông dân mình để làm nào để phục vụ cho cái việc tức là đời sống nhân dân mỗi ngày mỗi có một cái sự khấm khá lên. Cùng với nấu cơm thi, trong lễ hội Đào Xá còn tổ chức nhiều trò chơi dân gian mang tính truyền thống lâu đời như chọi gà, kéo co. Các trò chơi vui khỏe này vừa mang tính chất rèn luyện sức khỏe, đồng thời tạo không khí vui tươi, thắt chặt tình đoàn kết gia đình, dòng họ, làng xóm. Với không khí trang nghiêm thành kính nhưng không kém phần náo nhiệt rộn ràng, lễ hội đình Đào Xá đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân và du khách thập phương tham dự. Tôi thấy là rất là vui và mỗi việc như lễ hội như thế này thì cảm thấy phấn khích, và mặc dù có đi làm ăn xa đi chăng nữa thì mỗi dịp lễ đến là đều quay trở về để tham dự lễ hội ạ. Bản thân tôi nhất là năm nay là 73 tuổi, thế nhưng mà nhất là đi công tác thì xa thì mỗi năm từ khi có điều kiện là cứ hàng năm là lễ hội Đào Xá gọi là có cái lễ hội rước voi thì tôi cũng thường hay về thăm quê hương, và hai nữa là thấy rằng cái điều kiện tổ chức của địa phương là rất quy củ và nhất là hoành tráng. Để nhớ là và nhớ là tạo điều kiện cho con em nhớ là ở đi xa về gần nhớ đến nhớ là cội nguồn của dân tộc. Tôi ra đây tôi thấy rất là vui, lễ hội rất là vui, rất là nghiêm trang, và ở các khách du khách các nơi thập phương về đến rất là tuyệt vời, đông đúc, và lễ rước voi rất là trang nghiêm, trịnh trọng, và người tôi rất là thấy vui. Mở hội đầu xuân tri ân tưởng nhớ công lao của các vị tiền nhân cũng là dịp để người dân trong vùng và du khách thập phương hiểu hơn về lịch sử truyền thống dựng nước và giữ nước hào hùng của ông cha, từ đó bồi đắp và nuôi dưỡng lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Công tác tổ chức lễ hội truyền thống đình Đào Xá của địa phương chúng tôi cũng để là giữ gìn cái bản sắc văn hóa và cái lễ hội truyền thống của địa phương để cho cái thế hệ sau này nắm bắt được là cái lễ hội đó đã được duy trì từ rất nhiều đời, và qua đó là tuyên truyền và giáo dục cái thế hệ trẻ để giữ gìn cái bản sắc và cái phong tục tập quán của địa phương cũng như là những cái lễ hội truyền thống của địa phương. Với lịch sử lâu đời trên mảnh đất gắn liền với truyền thuyết thời Hùng Vương dựng nước, lễ hội đình Đào Xá bảo lưu nhiều giá trị lịch sử và văn hóa đặc sắc của miền đất cội nguồn dân tộc Việt Nam, đã trở thành điểm đến hấp dẫn trong hành trình về với cội nguồn dân tộc Việt Nam trên quê hương đất tổ.